thầy đánh anh Ngô Đình Nam đi ạ. Không 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 được mọi người, thật ra thì thời trước giờ thầy với anh Ngô Đình Nam rất là thân nhau nên là thầy không thể. Chị xin có đó không ạ? À, muốn thấy chị quá à. À mọi người ơi, thật ra thì hôm nay xin có việc bận á nên là đã bay. Đố anh đánh chị xin. Trời, tưởng gì thầy Beo chứ không phải Ngô Đình Nam đâu mà sợ xin. Chị xin với anh Ngô Đình Nam hợp nhau sao á? Không, không 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 mọi người ơi, thật ra thì hai người chỉ là bạn diễn với nhau thôi chứ thật ra thì không có bao giờ đi chung với nhau hết á. Dạ thầy có thể ngưng thời gian để con bằng tuổi ông Nam rồi con làm đám cưới cho nhau được không? Không. Mối quan hệ giữa thầy và anh Nam à, thật ra thì thầy và anh Nam học vừa học xong chỉ cần nhìn chị là vui chưa? Nhìn nãy giờ có gì vui vui gì đâu. Thầy sinh năm bao nhiêu ạ? À? À mọi người ơi, cái vấn đề này thì có rất là nhiều người thắc mắc. Mình chỉ lấy nickname là thầy Beo U40 thôi chứ thật ra mình sinh năm 2.